Ở nhìn vô tìm ước chung của 18 với 30 thì ra cắt 1 nha. Cắt 1 là tìm ước của 18 thì bước 1 số này lớn đúng không? Bước 1 chia mấy? Chia 2 ra. Chính. Rồi, ước là chia đi, chia 1 được không? Được. Chia 2 được không? Được. 3. Được. 4. Không. 5. Không. 6. Được. 7. 8. Không. 9. Không. 9. 9 à, được. Tiếp. 18. Hiểu. Ừ. Tiếp. Ước của 30. Số lớn không? Chia 2 bao nhiêu? 15. 10 lớn. Tiếp. Chia 1 được không? Được. 2. Được. 3. Được. 4. Không được. 5. Được. 6. Được. 7. Không được. 8. Không được. 9. Không được. 10. 10 được. 11. Được. 12. Không được. 13. Không được. 14. Không được. 15. Được. Thiếu 15 thấy không? Tiếp bao nhiêu? 30. Ước chung, ngước mặt lên nhìn trời đi. Ước chung của 18, 30. Ước chung là lấy cái phần chung của hai ước đó. 1. 1. Lụm. Tiếp. Lụm mấy nữa? 2. Lụm. 3. Lụm. 6. Lụm. Hết rồi. Hết, đóng lại.